Ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Báo cáo điển hình tiên tiến và tham luận tại đại hội khẳng định, 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng trong Văn phòng Bộ Quốc phòng đã tạo chuyển biến thực chất trên các mặt công tác, đạt nhiều thành tích nổi bật. Xứng đáng là cơ quan cơ mật trọng yếu, tham mưu tổng hợp, phục vụ đắc lực hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng đảng bộ quân đội. Và trong thực hiện nhiệm vụ thì bản thân đã có nhiều nỗ lực cố gắng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhiều cái nhiệm vụ đột xuất cũng như là nhiệm vụ thường xuyên thì đã được triển khai là hiệu quả. Trọng tâm như là tham mưu, đề xuất và giả soát hoàn chỉnh các cái văn bản để báo cáo quân ủy trung ương, thủ trưởng bộ quốc phòng, đề xuất với Đảng nhà nước ban hành đồng bộ các cái văn bản lãnh đạo chỉ đạo về nhiệm vụ quân sự quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế xã hội. 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng đã được văn phòng Bộ Quốc phòng thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả, tạo thành phong trào sôi nổi rộng khắp. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ văn phòng Bộ Quốc phòng luôn tận tâm, tận tụy công tác phục vụ với tinh thần hết việc chứ không hết giờ. Giai đoạn 2019-2024 Văn phòng Bộ Quốc phòng vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý. Công tác xây dựng nhân điển hình tiên tiến được triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình, đúng nguyên tắc. Phong trào thi đua quyết thắng đã thực sự là nguồn động lực trực tiếp động viên cán bộ nhân viên chiến sĩ phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành, đoàn kết thống nhất, tận tụy sáng tạo, giữ vững nguyên tắc, chủ động vượt qua mọi khó khăn, lỗ lực phấn đấu, hoàn thành có chất lượng các mục tiêu chỉ tiêu thi đua, góp phần thiết thực xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu. Giai đoạn 2024-2029, Văn phòng Bộ Quốc phòng xác định tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng thực hiện tốt các hoạt động thi đua trọng điểm, tiến hành sơ tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương khen thưởng, bảo đảm chặt chẽ dân chủ, đúng quy định. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục quán triệt thực hiện tốt ba khâu đột phá. Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp về chuyên môn nghiệp vụ. Thứ hai là nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan chính quy, kỷ luật, cải cách hành chính quân sự, nhất là về quy trình xử lý giải quyết công việc công tác cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi số. Thứ ba là nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong, kinh nghiệm và kỹ năng công tác chuyên môn của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì. Tại đại hội, Văn phòng Bộ Quốc phòng trao thưởng tặng 3 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.